Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tháng trôi qua thật nhanh phải không ạ? Và hôm nay, giai điệu cuộc sống lại được gặp quý vị. Chúc quý vị sẽ có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị là nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24 tháng 10 năm 1975 và hoàn thành vào ngày 10 tháng 4 năm 1977. Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sĩ. Vâng, chúng tôi muốn nhấn mạnh con số hơn 10.000 phần mộ, bởi đó cũng là con số xúc động trong bài hát mà quý vị sẽ nghe sau đây. Là vạn ngôi sao cháy, là những tiếng chuông ngân trong im lặng. Ơi những trái tim nếu ở Trường Sơn vàng vỡ đôi tay mở rừng xẻ núi, dù Trường Sơn mưa dù Trường Sơn nắng, lòng thành cơn sốt bạc rừng nguyên sinh. 10.000 cái tên mẹ nhắc hàng đêm, là từng vết đau tròn vành tháng trăng. Đơn côi nằm trong cõi vắng, là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên vọng được về bên nhau,
là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về. Kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi chọn ca khúc Khát vọng Trường Sơn trong chương trình Giai điệu cuộc sống bởi năm nay chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Không thể nói và viết lên tất cả những chiến công, những trận đánh, những gian khó mà các anh đã từng ghi dấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Và cũng chẳng thể nào kể hết những mất mát, hy sinh mà những người lính Trường Sơn đã trải qua để chiến thắng kẻ thù, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Sự hy sinh của những người lính nói chung và những địa danh thiêng liêng trên đất Quảng Trị như Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị đã đi vào các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Võ Thế Hùng một cách ngẫu nhiên, như chín nhiệm vụ phải hoàn thành của một người con sinh ra trên miền đất lửa. Và với Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành một cách xuất sắc với tử thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Nhạc sĩ Võ Thế Hùng đã từng chia sẻ, Khát vọng Trường Sơn ra đời, đó là một cơ duyên. Năm 1997, khi Đài Tiếng Nói Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác về đề tài Thương binh Liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Võ Thế Hùng đã gặp bài thơ Khát vọng Trường Sơn của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Những câu thơ mà chỉ cần đọc lên đã hiện ra đồi hình của những người lính trong nghĩa trang. Nằm kề nhau, những nấm mồ giống nhau, 10.000 bạt hương, 10.000 ngôi sao cháy, 10.000 tiếng chuông ngân trong im lặng, 10.000 trái tim neo ở đầu nguồn. 10.000 cái tên mẹ nhắc hàng đêm, là từng vết đau tròn vành tan trắng. 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng, là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên nhau. Phổ nhạc một bài thơ để mà hát lên một bài thơ có cái tính nhạc thì rất dễ, nhưng mà thường thì khó hay. Ở cái bài thơ của anh Nguyễn Hữu Quý thì nó có một cái điều rất khó nữa là nó mở đầu bằng những cái câu chữ là 10.000. Ý nói rằng là ở nghĩa trang Trường Sơn này là có 10.000 cái ngôi mộ của 10.000 liệt sĩ đang nằm yên nghỉ tại đây. Cho nên rằng là khi tôi phổ một bài thơ dài Khát vọng Trường Sơn của anh Nguyễn Hữu Quý thì tôi cố gắng viết lại lời. Trên cái tinh thần cái ý tưởng của những từng cái câu thơ đó, nhưng viết lại nó không sai lệch đi cái ý của là cái câu thơ, cho nên bài thơ nó có vẻ được cô đọng hơn, khúc chiết hơn. Cuộc đời mỗi con người thì sinh mạng là quý giá nhất, và sinh mạng của bao anh hùng liệt sĩ người ta đã dâng hiến cho tổ quốc rồi. Trong cái bài thơ của anh Quý á, thì tôi vẫn dai dứt những cái câu thơ là 10.000 tấm bia, còn 10.000 nữa, 10.000 cô quần lang thang nẻo rừng,
10.000 hài cốt chưa về khỏi hương. Và tôi thấy rằng là trên cái tinh thần Trường Sơn đó thì những cái đồng đội họ vẫn có một cái khát vọng, như câu thơ cuối cùng của anh Quý, khát vọng là được nằm kề bên nhau, được về bên nhau để sưởi ấm cho nhau. Vạn ngôi sao cháy là những tiếng chuông ngân trong im lặng. Ơi những trái tim nếu ở Trường Sơn vàng vỡ đôi tay mở rừng xẻ nhung, dù Trường Sơn mưa dù Trường Sơn nắng, lòng thành cơn sốt bạc rừng nguyên sinh. 10.000 cái tên mẹ nhắc hàng đêm là từng vết đau tròn vành tháng trăng. 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên nhau. Kính thưa quý vị, ca khúc Khát Vọng Trường Sơn là sự kết hợp đầy xúc động giữa giai điệu của một người con Quảng Trị, nơi tự hào có nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, là nghĩa trang lớn nhất Việt Nam, với tử thơ của một nhà thơ từng là lính Trường Sơn, từng băng rừng xẻ núi. Vì thế mà Khát Vọng Trường Sơn là câu chuyện thật, là tiếng lòng chân thật nhất. Gần 23 năm làm lính, lăn lộn cùng đồng đội, thanh niên xung phong và nhân dân hai nước Việt Lào trên tuyến đường Trường Sơn hùng vĩ, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã tận mắt chứng kiến bao kỳ tích lịch sử hào hùng, bao chiến công hiển hách, bao tội ác tày trời của giặc Mỹ và biết bao gian khổ, khó khăn, mất mát, đau thương của quân và dân ta. Chính từ lẽ đó, trong thơ của Nguyễn Hữu Quý, đề tài chiến tranh luôn đậm nét và gây ấn tượng hơn cả. Bài thơ Khát Vọng Trường Sơn của tôi thì không sáng tác tại Quảng Trị, mà trong một cái lần đi trải viết của tạp chí Văn Quân Đội ở Đồ Sơn, một cái đêm ấy là tôi không thể nào ngủ được, không thể nào ngủ được, thao thức. Và đến khoảng nửa đêm, tự nhiên trước mắt tôi hiện lên những cái nấm mộ ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cứ hiện lên rõ mồn một như thế, những ngôi sao, những cái tấm bia và tất cả cái quang cảnh của nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn hiện lên trước mắt tôi. Và lúc đó tôi có cảm giác rằng như ai đọc bên tai mình những câu thơ nằm kề nhau, những nấm mộ giống nhau, 10.000 bát hương, 10.000 ngôi sao cháy, 10.000 tiếng chuông cân trong im lặng, 10.000 cái tim neo ở đầu nguồn, cứ thế, câu trước nối câu sau tiếp câu trước. Và chỉ trong khoảng mấy tiếng đồng hồ thì cả bài thơ nó hình thành. Tôi tỉnh giấc dậy và tôi chép lại toàn bộ.
32 câu thơ ấy. Và sau đó tôi hoàn chỉnh lại thành bài thơ Khát vọng Trường Sơn. Khi mà được ba nhạc sĩ nổi tiếng như thế phổ nhạc thì trước hết là mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được chia sẻ những cái gì mình gửi gắm ở trong bài thơ ấy, cái thông điệp mình gửi gắm ở trong bài thơ ấy được chia sẻ. Đi đến nhiều nơi trên mảnh đất Quảng Trị này thì tôi biết rằng họ đã biết được bài thơ của tôi. Họ biết được những bài hát mà phổ nhạc từ cái bài thơ Khát vọng Trường Sơn của Võ Thế Hùng, của Phạm Tuyên, của nhạc sĩ Văn Trừng. Và cái điều ấy để nói rằng cái tình cảm của người dân Quảng Trị, cái sự tri ân, cái sự biết ơn của dân Quảng Trị đối với các liệt sĩ là rất lớn, có thể gọi là vô tận. Và nó được truyền lưu từ lớp người này qua lớp người khác. 10.000 Trường Sơn trong một Trường Sơn, 10.000 lời ca trong bài ca lớn, 10.000 cái tên đêm đêm mẹ nhắc, 10.000 giấc mơ của mẹ chờ ta, 10.000 con đò thương về bến đợi, 10.000 hạt giống chưa về phù sa, 10.000 tấm bia còn 10.000 nữa, 10.000 đồng đội nằm rải Trường Sơn, 10.000 hài cốt chưa về khói hương, 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng, 10.000 cô quạnh lang thang nẻo rừng, 10.000 khát vọng được về bên nhau. Vâng, Khát vọng Trường Sơn với 10.000 bát hương là 10.000 chiếc gầy của thời đôi mươi, ngôi sao cháy, tiếng chuông ngân, trái tim neo ở đầu nguồn, đôi vai từng gánh Trường Sơn, đôi tay mở rừng xẻ núi, đôi chân bám trên trọng điểm, đôi mắt ngước hải mây chiều, ngọn đèn thắp miền dông bão, bếp ấm giữa lòng rừng xanh, cơn mưa, cơn nắng, trần suốt bạc rừng nguyên sinh, vết đau, vòng trăng. Những con số không kể xiết, những cái chết đã hóa thành bất tử, thêm rằng người bảng vàng tổ quốc, muôn đời sau con cháu vẫn ghi ơn. Một lần nữa, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc này. Và một lần nữa, chúng ta, những người đang tận hưởng hòa bình, hạnh phúc ngàn lần, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các anh đã ngã xuống cho đất nước đứng lên. Vạn ngôi sao cháy là những tiếng chuông ngân trong im lặng, ơi những trái tim nếu ở Trường Sơn vàng vỡ đôi tay mở rừng xẻ núi, dù Trường Sơn mưa dù Trường Sơn nắng, lòng thành cơn sốt bạc rừng nguyên sinh, 10.000 cái tên mẹ nhắc hàng đêm là từng vết đau tròn vành tháng trăng, đơn côi nằm trong cõi vắng là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên nhau.
câu ru bồng bềnh câu hát, bồng bềnh mây trắng gọi Trường Sơn xanh. 10.000 cái tên mẹ nhắc hàng đêm là từng phép đăng tròn vành tháng trăng. 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng là từ khát vọng được về bên nhau, là từ khát vọng được về bên nhau. 10.000 cái tên mẹ nhắc hàng đêm là từng vết đau tròn vành tang trang. 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng được về bên nhau, là từng khát vọng. Được về bên nhau.